sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đào. Anh luôn luôn on phay để viết hết chuyện trên đời. Đăng cái tên bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Còn chạy còn dream trên đường sửa soạn sang đến tận trưa tóc tai vẫn ngược mạnh như đan trường đàn nhưng mà anh không tính hay ngại tụt con cái cứ lại làm quen chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em chuyện ngày xưa ghê thế nhờ sao mấy năm vẫn như thế này chuyện thật hay. Chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi cứ thấy lòng thẫn thờ đêm ngày ôm nhớ mong. Và từ chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác là số. Yeah.
mẹ cha tham thân mang em mắt bên nhau, cho người không biết thương nàng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa đừng xa. Giọt lệ rơi trong đêm chắn lối phố phăng, hương cho cơn sắc hóa tan, người chẳng chọn em nhớ. Con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời, cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Tội nghiệp em lắm, người ta có yêu gì ngoài thân xác mi miều, để lại bao vết thương trong lòng khắc trong vô vọng. Đời em